Sáng ngày 20 tháng 9, Hội nghị tổng kết công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức. Mô hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương cũng công bố nội dung bước đầu của phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025. Mục đích tổ chức thi là nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Về môn thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó, có một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn. Nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hình thức thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Về thời gian tổ chức thi, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định khung thời gian tổ chức thi sẽ tập trung vào tháng 6, khoảng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp là kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.